Còn đây mình thấy một anh ủi te các bạn, đây đang ủi gần chỗ mình neo luôn đó, ủi te nè, hai cái can đang trước á. Rồi gì mà bớt ra rồi. Hai cái đèn pha ha. À, kéo lấy con gì kéo cái này là cái gọng nó nổi lên nữa bạn. Mình nghe mấy anh mình đã nói là cái gì ở trước chỗ cái gọng nó lên tim một cục ục các bạn, rồi ảnh không dám ủi tới, ảnh ve lại á, sợ dướng cái này cái kia á. Về lại cái gì đâu mà lên tìm ăn trước này gì không biết, không dám mũi tới luôn. Anh ấy con cá các bạn. Về lại nổi tới à. Ừ, tè này có cái đèn ở trước mũi đó nè, đèn trắng các bạn đó, cái đèn dơ ra đó đi, mình thấy mảnh bắt cũng sáng chân luôn ngay cái mũi á. Hai đèn pha có giật xúc luôn. Này ủi gần gần trong mé không á. Hai cái can nè. Này ủi mình thấy nó không có, cũng không có tới đất à bạn. Lần ở dưới khoảng cũng 2 mét ngoài 3 mét đó. Ở bên đây thì mình thấy cái ghe này hôm bữa nè. Đó, ông anh với bà chị đang ăn cơm mấy bạn. Ăn cơm xong chắc cũng chuẩn bị đi á. Đây thì mình thấy hai cái ghe. Họ ghe này ghe lưới á bạn. Lưới nổi gì đây, thấy cờ ở trên nhóc ở trên đây. Đó, chú cũng lớn tuổi rồi các bạn. Đó đây chiếc ở đây, vỏ này thì composite á, lưới nổi các bạn. Đó, quánh gần gần trong mé nè, đi cái mình nên tự lái luôn. Lưới nổi quánh dài trong mé, quánh bằng cá lên mặt nước các bạn. Đây một anh ủi te nữa đây. Chạy chiếc này thì không có cabin ở đằng sau, không có mui ha. Chạy quá dữ luôn, chạy lại anh ủi ở đằng trước này hay gì đây. Đó, dép ở đằng trước này thấy chiều can, dép luôn, dép bằng inox luôn các bạn.
Đó, thấy đi cái mình nên đi biết cái này đi gì gì cũng hai người á đó. Anh nói trước nè mới nằm ngủ mới lú cái đầu lên đó. Chạy quá dữ luôn. Quá dữ luôn rồi. Chạy giọt quá giọt luôn. Kéo neo các bạn. À, trước ra tín hiệu cho anh tài công chạy hướng nào á, bị ở sau giờ chạy trước cái nó quất cái mũi không thấy á. Đó, bắt đầu ngoài vô đó, ngoài vô cái vòng dây đó chịu lại á, bắt tay chạy tới nhổ neo lên rồi bớt ra về lại mới kéo lên mới nổi. Đó, ở chặn luôn, chạy với bắt là hai này ở chặn luôn các bạn. Quá dữ luôn đó, lên ga cho cái neo nhổ lên đó, cơ bên 209 đó. Quá chạy dữ chưa, dữ dằn chưa, cơ bên 209 mình cũng chuẩn bị kéo neo đi luôn rồi. Ừ, bắt đầu ve lại à, hai anh trước cái đầu kéo lên các bạn, neo neo bự dữ lắm các bạn, rõ này neo bự lắm, đang về lại đó, bù gãy quá gãy luôn, quá hú luôn. Đây vỏ BK câu mực các bạn, đó đèn ở trên nhóc hết trơn luôn, mà đêm bật đèn lên một cái là sáng dữ dằn luôn. Đó giấc này ngồi uống nước trà ngắm cảnh đồ dầm ghe đó các bạn. Giấc này còn sớm á, nào vừa trời vừa sập tối là máy lên đèn. Đã là mới xuống câu á. À, cái này thì ngồi ngắm cảnh đồ ăn bánh uống trà rồi các bạn. Đi cái mình lên nè. Đấy mấy vỏ nó nhỏ nhỏ này đi mình đó, nhiều khi á mình cào tút ở ngoài gần Phú Quốc ngoài khơi ngoài á mình thấy mấy vỏ này cũng ra tới ngoài luôn. Đó đi cũng rất là vỏ nhỏ vậy đó mà đi cũng rất là xa á các bạn. Đâu có mực là đi tới đó đó. Đó cabin đó, chỗ anh đó ngồi có cabin ở dưới á. Mưa gió rồi kìa vô trong đó. Này câu mực mà trời mưa chắc vô trong cabin này. Đó đang ngồi nghe điện thoại các bạn, đặt máy ngoài nha. Vỏ này chạy cũng giọt dữ lắm á. Đó, bốn bóng đèn các bạn. Nói xuống cái ngồi cái mình lên đó vậy đó. Rồi mình lên đó đó, ở đâu thả câu, ngồi câu tới sáng đêm luôn. Nhìn cái tiền phải dễ rồi các bạn. Dầm mưa dậy nắm, chịu những cơn sóng to gió lớn đầu kia dữ lắm luôn, nó kiếm được đồng tiền á. Giờ gió bắt nữa. Tại giờ gió bắt là lạnh dữ lắm, một nửa đêm là lạnh dữ lắm đúng không ạ? Giang câu mực thì có một mình thôi. Đó đây chiếc câu mực đấy các bạn, chiếc này thì hiện đại hơn chiếc hồi nãy, chiếc này có cabin đặt máy trong đó, mưa gió rồi vô đây là khỏe re luôn. Đó dáng này là dương câu ra sau lái nhóc hết trơn đó là chuẩn bị á. Đó vỏ này bự hơn vỏ nãy á, có lưới rút lưới giật gì tài lẻ hết trơn luôn đây nè. À, cái này là ở đầu ngồi sau lái các bạn, chiếc này thì lớn hơn chiếc nãy, chiếc này được hai người đi, hai người á. Đó cũng đang ngồi đằng sau á, câu dương ra hai bên hông nhóc hết trơn rồi đó, này ngồi câu sau lái các bạn. Đó, bên hông này cái này cũng bốn bóng đèn á, cũng bốn bóng các bạn. Đó, có cây lưới gốc lưới giật gì tầm lum hết trơn luôn.
chiều quý ai ngồi ngắm mặt trời lặn á, cái này mặt trời đang lặn á bạn. Đó, vỏ đặt mấy trong, vỏ này cũng bự cũng êm à. Đó, đang ngồi nha, kiểu này mà đi xa xa ngoài nhớ nhà chết luôn. Ghế ăn sao nữa nè. Đó, cái này câu dương ra hai bên nè, nhóc hết trơn luôn. Hai bên hông nữa, sau lái nữa. Chỗ này cũng bự à. À, chứ mũi mình này có ông anh nãy kéo neo chạy sớm dữ lắm luôn rồi, sao mà tới đây thả trôi tắt máy, thả trôi quay ngang rồi đây không biết. Anh này nãy chạy sớm dữ lắm nè. Người cơm nước gì đó bạn. Đó, thằng đã chồi đó sao không thấy ai ra ngoài hết trơn chứ không biết. Rồi vô cabin ăn cơm hết rồi không biết. Vỏ này kiểu dùng dùng An Giang các bạn, dùng An Giang về đây sửa lại á. Trời, vỏ này cũng sắp sửa tối rồi. Đó, mình chạy sát mũi luôn, đang thả trôi. Vỏ này mũi thấp các bạn. Đó, mũi này gặp trời sóng dữ dữ thì thôi là chui ngang đường sóng không luôn. Tại công đầu mất tiêu hết trơn này đó, không có ai hết trơn á. Máy điện còn mở các bạn. Đang ăn cơm rồi. Clip mình tới đây xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.